Là mà cũng Á Châu luôn. Yeah. Mà gia đình mình có nhà hàng Nhật thì mình thấy là it ties into the whole story. Mm-hmm. Wow, and hiện tại bây giờ đó thì hai chị có cái showroom ở LA, mình đang ngồi trong cái showroom mm-hmm. đó. Và bây giờ đó hai chị có cảm thấy là mình đã được thành công chưa? Thì theo To-Tam To-Nya thì lúc nào mình cũng có room for improvement. Đúng rồi, tại vì mình rất là ambitious. Mm-hmm. Thì lúc nào mình có reach cái goal của mình thì đã có cái next goal rồi. Thì mình muốn lên cao hơn. Mm-hmm. Dạ. Không có bao giờ muốn nhưng mà lúc nào mình cũng rất là vui vẻ. Mm-hmm. Và tại vì mình làm cái nghề mà mình thích á, thì mỗi ngày mình ngủ dậy mình rất là vui vẻ. Mm-hmm. Mình yeah. sống rất là thoải mái yeah. tại mình làm cái nghề mà mình thích. Nhưng mà you know, mình thành công thì we can always be more thành công. Yeah. Always more. Yeah. Yeah. Mà lúc nói chuyện với chị like today, you know, mình kể chuyện của mình thì mình realize hơn là oh yeah, đúng hồi trước mình đã you know, khó khăn and we really went a long way. Mm-hmm. And có khi you mình realize không nhớ, mình không có nhớ yeah, mm-hmm. and because we're ambitious, always mục đích mới, always a new goal, you know. Mm-hmm. Nhưng mà mình rất là cũng như là thankful, mm-hmm. yeah, grateful to mm-hmm. cũng như là mình được được sống cái sự ước mơ của mình được. Đúng rồi. Yeah. Còn bây giờ đó thì nếu mà hai chị nói chuyện với ba mẹ đó thì bây giờ hai người đó đó đang suy nghĩ gì? What are they thinking about you guys? Bố mẹ của tôi Tâm tôi nghe rất là chắc là nói là cười, hai tại rồi. Vì bố của tôi Tâm và tôi nghe là một cái đàn ông rất là khó old, nhưng mà old fashion khó vậy là cũng được tại yeah, vì tại vì hồ đó khó bây giờ tôi Tâm tôi nghe mới giỏi chứ hồ đó không có khó là có thể bây giờ hư. Mỗi lần bố của tôi Tâm nói chuyện với tôi Tâm tôi nghe thì bố nói là trời ơi hai đứa bây giờ phải nên làm cao hơn hay hơn giỏi hơn nhưng mà rút cuộc á thằng nào tôi Tâm tôi nghe nghe bố của tôi Tâm tôi nghe nói chuyện với là bạn của bố của tôi Tâm tôi nghe đó bố, trời đất ơi hai con tôi giỏi quá bây giờ nó ở bên Mỹ nó làm cái nghề này tao đi coi Fashion Week cho rất bây là... giờ đã coi báo đi trời ơi mở tele ra đi he's always khoe you know but in front of us thì hai đứa trời bây giờ làm gì phải làm cao hơn chứ he's always like that he's always pushing us to be better thì bây giờ trong lòng của hai chị đó lúc mà hai chị thấy bố mẹ được vui đó yeah. Thì cảm giác thì thấy sao? Thế nào? Thì mình rất là hãnh diện là mình có một cái gia đình rất là supportive at this point, you know. And mình rất là like thankful mình được có opportunity để you know, để sống cách này tại vì nhiều người you know họ làm profession họ ước mơ làm cái nghề này họ nhưng làm mà cũng nghề, khó lắm họ không có thích you know and làm việc công ăn is nhiều giờ lắm in a day right so we realize you know it's not everyone that can be doing what they love and are passionate about every day yeah yeah Kim Vy thấy là cái nghề này đó có khi mình bỏ ăn bỏ ngủ ha và especially lúc mà mình mới bắt đầu nữa mình phải bỏ ăn bỏ ngủ mình không có tiền mình không có đủ tiền để trả nhân viên so mình phải làm cái gì cũng phải tự làm hết yeah phải tự học luôn and cái ngành này you know it never stops tại vì mình vẽ quần áo đẹp một cái season nhưng mà season tới nếu không có đẹp là people you know it's always like không phải là một lần mình đẹp phải tiếp là tục làm không mỗi, you know mỗi. Lúc nào cũng phải something new lúc nào cũng phải có ý kiến mới phải step up the game you know đó cái lộ Kim thấy là cái nghề này đó hơi khó tại vì mỗi mùa mình phải tìm có cái design nào mà có thể attract mấy người mua ha và Kim Vy thấy là có khi đó mình thấy mấy cái designs của nhiều người nhà thiết kế đó thì có nhiều người có cái designs giống nhau lắm sao có thể nào giải thích cho khán giả biết là tại sao mà chị có thể come up with cái own style của chị thì cái style của Sachika rất là sexy mà lúc nào cũng phải sophisticated phải sang luôn đúng rồi phải sang cũng như mình không có thích đồ cũng như là nhìn là cũng như thấy như bình dân hay là you know more low class so nhiều khi nhiều lần mấy cô gái đến coi quần áo thì lúc nào cũng nói oh this dress is very Sachika có như họ nhìn họ thấy cái design cái kiểu có cái nét
của giống như là Sachika là có the line something mm-hmm. looks similar, mm-hmm. you know. So lúc nào mình cũng phải stay true to what the brand embraces, mm-hmm. you know. Và wow. mình cũng không thích nhìn mấy cái đồ mà mấy người khác làm luôn. Tại mình nhìn nó thì mình sẽ ảnh hưởng. Đúng rồi, cái idea nó đúng rồi. Thì To-Tam, To-Nya lúc nào mình không có nhìn người khác, mình tự mình làm đồ của mình thôi. Uh-huh. Thì lúc nào mình sẽ có cái touch của mình. Uh-huh. Wow. Và Kim Vy thấy là ở trên cái website của hai chị đó thì hai chị có cái logo, cái slogan kind of nó ghi là for the modern woman, mm-hmm. so cho cái người phụ nữ hiện tại. Yes. Hai chị có thể nào giải thích cho khán giả biết là cái term modern woman là cái gì? What does it mean to you? Modern woman đối với To-Tam, To-Nya là ý nghĩa là cái đàn bà mà thông minh, mà biết về bằng áo đẹp đẽ nhưng mà biết bằng đồ quality, mm-hmm. và không là một cái đời sống in general, it's mm-hmm. like a lifestyle. Mm-hmm. The modern woman, she's in tune with what's happening in the actual life in the society. Mm-hmm. Yeah. She's in tune with her family, her friends, mm-hmm. her love life, mm-hmm. With having leisure time with everything. Mm-hmm. So when we say modern woman is mình muốn ủng hộ các đàn bà thế giới là mình đàn phải giống như là pursue your dreams, you know, mm-hmm. like theo dõi cái gì mình muốn mình cũng làm được, ước mơ của. Tại vì cái modern woman là hồi đó đó thì đàn bà thì lấy chồng có con thì ở nhà giáp mm-hmm. nấu ăn mm-hmm. hay là you know, bây giờ modern woman thay vì mình theo To-Tam, To-Nya là mình yes. làm cái gì mình làm cũng được hết luôn. Mm-hmm. Mình vừa mình có một cái nghề của mình á, mình tự làm tiền của mình mà mình cũng có chồng có con được luôn. Mm-hmm. Mình cũng làm cái gì được hết luôn. Wow. Everything we want we can. Wow. Tại vì bây giờ là 2014. Đúng rồi. You know, so times have changed. Mm-hmm. We can conciliate everything. Wow. That's the modern mm-hmm. woman. Cái vì thế là cái nghĩa là của cái brand Sachika nó rất là nó làm cho mình cảm thấy là mình phải strive to be better at all times, phải không? Yeah. Và Kim Vy ngồi đây kế bên hai chị thì Kim Vy nghe vậy thì Kim Vy cũng thấy ồ chắc mình cũng phải tìm thêm việc làm or something để cho mình bằng hai chị, nhưng mà that's very cool. Và hai chị có thể nào nói cho khán giả biết là lúc nào mà hai chị có cái fashion show đầu tiên và cái cảm giác, cái không khí của cái đêm đó là sao? Cái đó là lâu lắm, I think like it was in New York. Uh-huh. Yeah, in New York it was 2006. Yeah. Uh-huh. And lúc đó tôi ngài nhớ mình tìm mình có người bạn có nó cái night, he has a nightclub. Uh-huh. I was like, please, you know, can I do a fashion show? I'll bring celebrities and press. Uh-huh. You know, mình có như mình hỏi cái mình mượn cái venue đó không? Uh-huh. Và mình tôi ngài đem ghế vô and then ask him to close the night. Yeah, and hứa ổng, you know, like, please, like, I will bring a lot of celebrities, press for you, it's good mm-hmm. for you. Mm-hmm. Lúc đó mình có very little resources. Mm-hmm. Yeah, and I remember To-Tam, tại vì To-Tam rất là hát là hay lắm. Mm-hmm. Thì cái ngày đó To-Tam hát trong cái show của To-Nya, mm-hmm. có nghĩa là opening act. Yeah, đúng rồi. Yeah, mà bận áo Sachika. Mm-hmm. Đúng, and To-Nya thì, you know, làm cái thì, thời trang, like the fashion show. Mm-hmm. Yeah, and I remember lúc đó mình có nhiều người đó mình mướn, oh sorry, nhiều người cái ghế mình nhiều cái ghế we mm-hmm. we brought it in. Mình chắc không có đủ. Không có đủ thì yeah. người ta phải đứng, người ta đứng mà đông người lắm. I remember mà cái chỗ đó là cái nightclub mà mình làm sao có venue giống như sang trọng, không có mm-hmm. không có đứng đúng như là nhìn mm-hmm. ra không có nightclub nữa. Mm-hmm. Yeah, and To-Tam thì hát hay, người ta vui quá. Oh yeah, one twin sings, the other one is a designer. Mình có cảm là oh wow, like finally, like mừng lắm. Mình I remember mình nhìn hết luôn mấy cái cô mẫu á, mm-hmm. mà thấy mấy cô bận đồ áo của mình. Yeah. I was feeling like amazing. Wow. Yeah, like mình nhớ từ nhỏ tới lớn mình muốn làm cái nghề này, mm-hmm. mà finally mình có cái fashion show của, you know, mình thấy mấy cái cô mẫu đẹp bận mm-hmm. đồ của mình rất là hãnh diện. Yeah, mà lúc very đó happy. Tôi thầm nhớ hai đứa rất là sợ mà run luôn. Yeah. Run người á. Và bây giờ đó thì hai chị có thể nào nói cho khán giả biết là hiện tại bây giờ có cái fashion show nào lớn nhất mà hai chị muốn vô không? Is there one?
I think Paris fashion week. Đúng rồi, To-Tam To-Nya đẹp. Yes, you know, To-Tam To-Nya đẹp bên Pháp thì mình rất là muốn, you know, leave a mark in Paris. And eventually Milan fashion week. Mà To-Tam To-Nya muốn Sachika thành một cái công ty worldwide. Đúng rồi, that's good. International. Là cái đó là mình đã biết nhiều tiếng and cái mentality, cái philosophy của cái hãng của mình Sachika là đáng là nhiều người trong thế giới know about it. Because we are promoting a great movement, you know, ủng hộ hết luôn mấy cô đàn bà thế giới lúc nào cũng pursue their dreams and cái gì mình muốn, mình có khả năng. It's all in the mind, you know, mình muốn thì mình làm được. Yes. Mình phải cố gắng thôi. Yes. Wow. Và hai chị có thể nói cho khán giả biết là bây giờ đó, mình sẽ nghĩ về bây giờ thôi ha. What is the biggest thing that you're proud of về cái line này? Cái gì là mình thấy mình vui nhất về cái line này? Cái đó rất là khó. Cái đó là tại khó. Vì yeah, hai chị có nhiều đồ. Đi qua cái mấy cái lúc mà rất là khổ, mình không có đồ ăn, mình không có tiền, mình phải bắt đầu từ dưới đi lên, phải không? Và bây giờ đó hai chị cũng đã trên cao rồi. How do you, bây giờ đó có cái gì nào mà hai chị vui nhất không? What makes you the happiest about this? Almost like the fact that we're still in business and it's growing. You know, it's tại vì làm cái nghề này mình có nhiều người bạn ở trong cái nghề này, trong cái ngành này rất là khó lắm. Bao nhiêu người làm thì không làm không có nổi. Họ, you know, I go out of business. You know, and To-Tam To-Nya rất là hãnh diện là, you know, we're still in business and growing. And mỗi lần mình làm cái gì thì lúc đó là, you know, for instance mình mới làm New York Fashion Week phải không? Thì cái đó là cái event mình hãnh diện the most, yeah, right? And then mình làm cái khác, mình làm việc Fashion Week thì lúc đó To-Tam To-Nya cũng rất là vui. Mình làm được mình display our design cho mấy người Việt Nam, tại vì To-Tam To-Nya người Việt Nam có nhiều người là To-Tam To-Nya người Việt Nam mình không có giống. Không biết tại sao mình không có giống người Việt Nam nhưng mà nhiều người thấy mình giống như người ngoại quốc, người gì á. Thì mình rất là hãnh diện là mình là người Việt Nam. So that's also something else we're very proud of is being able to, you know, show among our peers and, you know, nói chuyện với lại Vicky lên lên cái đài Saigon TV, you know, it's great, you know. Yeah, and I would say low, you know, when we know somebody that is famous and, you know, they're like, oh, I love the Sachika dresses. Cũng như họ mention, you know, like they love our brand. We feel very happy because, you know, we look up to those people. And now they mention our brand and, you know, nói chuyện với bố mẹ. And we're like, yes, you know, this person, họ thích cái hãng của mình, thích, you know. And, you know, I feel happy that even mình không có ở chung với lại bố mẹ và lại gia đình, they still live in Canada. Nhưng mà they can still follow up, you know, like bấm internet ra and they can see our names, you know, to like a lot of places online. So I feel happy that they can see our work. Bố mẹ nhìn thấy được cái hard work của To-Tam To-Nya, you know. Mình không có cần nói kể hết luôn, but they can also look online, look in the press, in the media, and see for themselves what we've done. Yeah. Và hiện tại đó thì hai chị sẽ chuẩn bị làm là cái người thiết kế designer headlining cho cái Tết Festival mới sẽ trong mấy ngày nữa phải không chị? Thì wow, trong hai ngày. Wow, rất là very To-Tam To-Nya rất là honored and happy. Mình rất là mừng để làm cái fashion show này. Tại vì mình rất là hãnh diện mình là người Việt Nam. Yeah, and we want to ủng hộ mấy cái người Việt Nam để làm thêm nghề you know, like arts, you know, fashion, and you know, like to follow their dream, because in general, cái mentality của người Việt Nam là a little bit more traditional, you know. Mình thích con mình thành bác sĩ, you know, nha sĩ, whatever, luật sư, yeah. So we want to show all the Vietnamese in the world that người Việt Nam rất là có tài also, yeah, and we are great artists. And that there should be more people willing to take the risk to pursue their dreams. Yeah.
Wow, so Kim Vy thấy là mấy trẻ em người Việt Nam có thể nhìn hai chị làm cái gương mẫu ha. Tại vì number one, hai chị chọn cái ngành mà không có nhiều người Việt Nam chọn. Not that many. I can't even think of 5 người maybe, 5 người nổi tiếng. Và hai chị chịu cái ngành này làm được and then chịu khó. Và bây giờ hai chị trở lại cái cộng đồng người Việt Nam để ủng hộ mấy người Việt Nam. Và bố mẹ và gia đình của hai chị thì nghĩ sao? Mẹ của Tô Tâm Thu Nga rất là mừng, rất là hãnh diện. Tại vì nhất là bố của Tô Tâm Thu Nga lúc nào cũng nói cho Tô Tâm Thu Nga là mấy con nhớ là nhất là mình là người Việt Nam, mình không có bao giờ quên là mình là người Việt Nam. Thường nào mình làm cái gì mình phải hãnh diện là mình là người Việt Nam.